Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học số 3 của chương trình luyện phát âm tiếng Anh chuẩn. Các bạn thân mến, trong quá trình đi dạy phát âm ấy, thì tôi thường nhận được một cái câu hỏi rất là quen thuộc từ học viên như thế này. Có phải những người không phải là người bản xứ thì không thể nói tiếng Anh thật chuẩn? Thực tế thì đây là một cái câu hỏi rất là thú vị. Đúng là trên thực tế thì có rất nhiều người nghĩ rằng mình không phải là người Anh thì giọng của mình sẽ không bao giờ có thể hay như người bản xứ. Hoặc là mình không được sinh ra và lớn lên ở một quốc gia nói tiếng Anh thì cho dù cố gắng đến mấy, cách phát âm của mình cũng không thể chuẩn như họ. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học số 3 của chương trình luyện phát âm tiếng Anh chuẩn. Các bạn thân mến, trong quá trình đi dạy phát âm ấy, thì tôi thường nhận được một cái câu hỏi rất là quen thuộc từ học viên như thế này. Có phải những người không phải là người bản xứ thì không thể nói tiếng Anh thật chuẩn? Thực tế thì đây là một cái câu hỏi rất là thú vị. Đúng là trên thực tế thì có rất nhiều người nghĩ rằng mình không phải là người Anh thì giọng của mình sẽ không bao giờ có thể hay như người bản xứ. Hoặc là mình không được sinh ra và lớn lên ở một quốc gia nói tiếng Anh thì cho dù cố gắng đến mấy, cách phát âm của mình cũng không thể chuẩn như họ. Nhưng câu trả lời của tôi đấy là nothing is impossible, có nghĩa là không gì là không thể. Các bạn có thể là hoàn toàn có thể là nói chuẩn giống như người bản xứ nếu các bạn thực sự kiên trì và biết cách học phát âm đúng cách. Trong bài học hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn bí quyết luyện phát âm tiếng Anh hay và chuẩn như người bản xứ. Trước hết thì các bạn phải nắm được hai khái niệm, thế nào là nói tiếng Anh chuẩn và thế nào là nói tiếng Anh hay. Chuẩn ấy, có nghĩa là phải theo được tất cả các cái chuẩn mực trong phát âm tiếng Anh như tôi đã giới thiệu với các bạn ở bài học số 2. Đấy là từng âm phải chính xác, từng từ phải chính xác, hoặc là phải nói đúng tốc độ, nhịp điệu cũng như là ngữ điệu của người bản xứ. Còn giọng hay ấy, có nghĩa là phải bao gồm cả phát âm chuẩn và có một giọng nói rõ ràng, trong trẻo và dễ chịu. Đặc biệt là yếu tố rõ ràng là điều mà người bản xứ rất là ấn tượng. Vì vậy, để biến điều không thể thành có thể thì chúng ta cần phải tuần tự theo các bước sau. Các bạn đừng có bỏ sót bất cứ một bước nào. Bí quyết đầu tiên là các bạn cần phải nắm được bản chất của âm và luyện 44 âm trong tiếng Anh thường xuyên. Thực tế thì cách phát âm của người bản xứ rất khác so với cách phát âm của người Việt chúng ta. Về cách mở miệng này, về vị trí đặt lưỡi này. Chính vì thế muốn phát âm tiếng Anh đúng, các bạn phải học từ những âm cơ bản, học cách phát âm chính xác của từng âm. Và như đã giới thiệu ở bài học số 2 thì chúng ta có 44 âm. Trước tiên các bạn hãy chăm chú theo dõi tất cả các cái bài học về âm, kể cả phần lý thuyết, thực hành. Bởi vì khóa học này đặc biệt ở chỗ là các bạn được quan sát khẩu hình của các chuyên gia bản xứ rất là rõ và các bạn hiểu được bản chất khi phát âm từng âm qua cái phần hướng dẫn lý thuyết đã được biên soạn rất là kỹ lưỡng. Sau đấy thì mỗi sáng khi mà các bạn thức giấc ấy, hoặc là bất kể khi nào mà các bạn có thời gian rỗi thì các bạn hãy cầm 44 âm này đọc thật to và rõ ràng, thì dần dần cổ họng của bạn sẽ thông và giọng của bạn sẽ đổi khác. Ví dụ mỗi sáng thì các bạn hãy cầm cái bảng phiên âm quốc tế đây đọc thật to như là p, t, hoặc là các cái âm khác nữa. Sau đó thì luyện từng âm đó trong từ, trong câu. Đấy. Đặc biệt là các bạn cần chú trọng đến các cái âm đuôi và nhớ là phải tạo thói quen phát âm âm đuôi thật to và rõ ràng. Ví dụ như là fine, five hay là fight. Bí quyết thứ hai đấy là các bạn cần uống nước nhiều. Có lẽ một số bạn sẽ nghĩ rằng uống nước thì có liên quan gì đến ở đây. Tuy nhiên có liên quan rất nhiều đấy các bạn. Bởi vì là việc luyện âm khá là tốn sức, vì vậy họng rất là dễ khô, giọng rất là dễ khàn. Các bạn phải uống nhất 2 lít nước mỗi ngày. Uống nước nhiều làm cho họng của các bạn hoạt động tốt hơn, bởi vì thanh đới cần được bôi trơn để mà dùng không bị cọ sát. Và nước thì giúp giữ ẩm thanh quản, giữ cho thanh quản không bị khô. Nhờ vậy mà giọng nói của các bạn sẽ trong hơn và đương nhiên là phát âm tiếng Anh sẽ hay hơn. Bí quyết thứ ba đấy là các bạn phải tập hít thở và lấy hơi. Các bạn thân mến, nếu như mà các bạn nghe người bản xứ nói thì các bạn thấy là họ nói rất nhanh và họ nói được những câu rất là dài. Vậy làm thế nào để chúng ta làm được như họ để đảm bảo được nhịp điệu của câu và trọng âm? Thì chúng ta phải điều khiển được hơi thở của chúng ta. Một hơi thở phải đủ cho một câu. Đấy, các bạn không được dừng lại lấy hơi giữa chừng sẽ làm mất nhịp điệu. Để mà hệ thống hơi của chúng ta tốt
thì các bạn phải tập lấy hơi thật sâu và nhớ là phải hít sâu vào bằng phần bụng và phổi cho thật căng. Sau đó thì các bạn hãy xì hơi ra qua đường miệng, làm sao cho nghe như là khi mà xì lốp xe bị thủng ấy ạ. Thì nếu như mà càng xì được lâu thì sẽ là càng tốt, và luyện thật nhiều thì các bạn sẽ có hệ thống hơi tốt, sẽ nói hay hơn và có thể nói được những cái câu dài như người bản xứ. Đây là điều mà các cái ca sĩ khi mà luyện hát người ta vẫn làm như vậy. Bây giờ các bạn thử áp dụng những cái điều này vào và phát âm một cái câu ngắn hoặc là một cái câu dài xem như thế nào ạ. Bây giờ các bạn hãy hít hơi thật ngắn và nói một cái câu ngắn. Ví dụ như là câu này. Tiếp theo các bạn hãy hít một hơi thật dài và nói một cái hơi dài giống như là câu trên màn hình. Nào các bạn thử tập xem thế nào. Bí quyết thứ tư đấy là các bạn phải đọc nhiều hàng ngày. Mỗi một ngày thì các bạn phải dành ra 15 phút để đọc, và thậm chí là còn phải đọc lên đến 10 trang mỗi ngày. Các bạn hãy đọc to các cái từ trong một cuốn sách hay là trong một cái tạp chí nào đó. Thực tế thì một người càng nói to bao nhiêu thì anh ta càng có thể nghe thấy giọng mình rõ bấy nhiêu, và khi đó các bạn có thể là phát hiện được lỗi của mình tốt hơn. Bí quyết thứ năm đấy là các bạn phải ghi âm giọng nói của mình. Chẳng hạn các bạn có thể là ghi âm lại giọng của mình khi nói tiếng Anh vào máy tính này hay là vào điện thoại này, và so sánh với giọng của người bản xứ. Việc này giúp bạn phát hiện ra giọng của mình khác so với giọng chuẩn ở điểm nào, và dần dần các bạn có thể là điều chỉnh được để mà nói giống như là người bản xứ. Tôi lấy ví dụ như trong đoạn văn sau. Khi mà các bạn đọc những cái câu này lên nhiều lần đấy, tốt hơn hết là các bạn nên đọc 3 lần. Mỗi một lần như vậy thì các bạn sẽ nhận ra được là mình đọc chưa tốt ở cái chỗ nào, và dần dần các bạn sẽ phát âm tốt và rõ rệt hơn. Bí quyết thứ 6 đấy là các bạn phải luyện nghe đều đặn, và khi nghe thì phải nhắc lại theo. Việc luyện nghe thường xuyên sẽ giúp các bạn cảm nhận được cách phát âm, từ đó các bạn có thể là bắt chước và thực hành theo. Các bạn hãy nghe văn bản được đọc chính xác. Thực tế thì hiện nay có rất là nhiều đĩa và chương trình dạy tiếng Anh bao gồm các văn bản bằng tiếng Anh mà bạn có thể đọc và nghe cùng một lúc, lắng nghe và đọc cùng để phát âm được chính xác các từ. Khi đĩa CD hay là DVD bật lên thì các bạn hãy đọc cùng và nói những từ mà đang được đọc bởi người nói trên đĩa để mà học được cách phát âm chính xác. Ví dụ như trên đĩa người ta đọc các từ như là no thì các bạn hãy đọc theo như vậy, hoặc là một cái câu dài hơn như là do you know thì các bạn cũng nên nghe và bắt chước theo như vậy. Ngoài ra ấy, thì các bạn có thể là nghe thêm các cái chương trình như là BBC hay là CNN hay là VOA. Đấy là những cái chương trình nghe tiếng Anh của người bản xứ rất là hay. Khi các bạn nghe nhiều thì tự động là các bạn sẽ bắt chước được cái nhịp điệu cũng như là cái tốc độ nói của người bản xứ. Bí quyết số 7 đấy là các bạn phải quan sát khẩu hình của chuyên gia và phát âm trước gương. Ở cái bài học số 5 mà các bạn sẽ được học tiếp theo sau đó thì tôi sẽ nói rõ với các bạn là cái khẩu hình của chuyên gia bản xứ khi phát âm các từ thì như thế nào. Vì vậy khi mà các bạn học phát âm thì các bạn phải chuẩn bị gương cho mỗi buổi học, quan sát khẩu hình của chuyên gia, sau đó là quan sát khẩu hình của mình và đối chiếu xem là đã giống nhau hay chưa. Bởi vì khi mà đối với cái người bản xứ mà phát âm các từ ấy, thì họ có những cái cách chuyển động lưỡi hay là môi rất là khác so với tiếng Việt của mình. Đấy, thì các bạn cần phải lưu ý như vậy. Bí quyết thứ 8 đấy là các bạn phải chịu khó giao tiếp, học hỏi từ người khác. Các bạn hãy nhờ một người bản xứ lắng nghe khi mà các bạn nói. Các bạn có thể là nghe họ và cũng xem là cái cách mà họ chỉ dẫn cho các bạn khi phát âm các cái từ như thế nào. Còn cái trường hợp mà các bạn không tìm được một người bản xứ nào đấy thì bạn có thể là học hỏi từ thầy cô giáo hay là từ bạn bè, những cái người mà học khá hơn mình, và nhờ họ giúp đỡ phát hiện xem khi là mình phát âm các từ đấy thì đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào. Các bạn sẽ thấy là người khác lắng nghe mình nói là một cái điều rất là cần thiết. Bởi vì là một cái người mà người ta giỏi hơn mình, giàu kinh nghiệm hơn mình thì người ta có thể là phát hiện các cái lỗi ngữ âm của mình nhanh nhất và chỉnh sửa cho các bạn một cách chính xác nhất. Bí quyết thứ 9 đấy là các bạn phải kiên nhẫn và bền bỉ. Như các bạn biết là việc học phát âm để mà phát âm được chuẩn và hay thì không phải là việc diễn ra một sớm một chiều. Chính vì vậy
Nếu như mà không có đủ sự kiên nhẫn và bền bỉ thì chúng ta rất là khó cải thiện cái sự phát âm của mình. Để chứng minh cho cái điều này thì tôi xin đưa cho các bạn một cái ví dụ, một cái tấm gương rất là điển hình trong cái việc liên quan đến vấn đề luyện giọng hay là phát âm. Tức là có một cái người đàn ông đến từ Hungary và ông ta luôn nuôi cái ước mơ là trở thành một MC nổi tiếng. Thế nhưng mà một cái nghịch lý ở đây đấy là ông ta lại bị ngọng bẩm sinh. Thế nhưng mà các bạn có biết là ông ta đã làm như thế nào để mà có thể là biến giấc mơ của mình thành sự thật không ạ? Đấy là hàng ngày ông ta luôn dậy sớm và hét thật to trước biển. Đồng thời ông ta còn ngậm sỏi ở trong miệng để cho giọng trong và tròn hơn. Và dần dần nhờ cái sự kiên trì bền bỉ này mà ông ấy đã thực hiện được cái giấc mơ của mình. Đấy là trở thành một nhà hùng biện và một MC nổi tiếng. Đấy, bây giờ các bạn hãy thử áp dụng những cái cách trên ngay từ bây giờ để có thể là hoàn thiện các kỹ năng phát âm của mình trong thời gian sớm nhất. Và một cái điều rất là quan trọng đó là các bạn phải luôn tự tin là mình thành công.